Vâng, xin kính chào quý bà con và các bạn trên kênh Kỹ thuật Nông Minh Phương. Thế thì hôm nay là tôi xuống trại ong của các anh ấy ở ngoài Hưng Yên lên chỗ tôi gửi. Thì hôm nay là cái dịp mà các anh ấy phải đến chu kỳ mà phải lên cho ăn ăn nước đường. Thế thì bây giờ là các anh ấy cũng đã bắt đầu vào cái công tác để cho ăn. Thế thì xem các anh cho ăn đường gì. À, trước khi các anh chào bà con mới lên các anh cho ăn đường đấy. Chào bà con và toàn thể những người nông nghiệp lưu học nhá. Chúng tôi xa, tôi em này chúng tôi lên là cho ông ăn sớm. Vâng. Chúng ta chuẩn bị và làm cho ăn là chúng tôi cho ăn từ đầu giờ chiều luôn. Vâng. Vâng. Thế thì thế quý bà con ta sẽ xem. Đường là tôi cứ cho ăn chứ đường vàng. Tốn kém lắm đấy chị. Vâng, nuôi ong mà cũng tốn kém. Đây là đây là anh Dũng với anh Tỉnh nghe lên anh cho ăn ngăn nhưng mà với hình thức là đây ngoái sẵn chưa đây nước đuổi cho vào ngoái đây chuẩn bị ngoái đường đây đây cho nước vào đây đùn rồi đấy đây nước đây đấy không cần đun sôi không đun sôi nước cứ nước máy sạch là được nước máy vặn vòi đây này đấy này vâng đi ông đi gửi ông về sảnh nhà ra thất nghiệp được đấy, đấy. Đấy nhìn thấy ngoài chưa cái ngoái đây đấy đấy nước đấy đấy xài đấy đây máy đây đấy nước tí nữa bắt đầu nó quay rồi này các anh bắt đầu cho ăn nhá mai sau mới lại lên vâng ăn một tuần ngày vâng cho mắm của vịt đây vâng đấy đấy cái này là máy rồi nhá, máy rồi, đây, máy rồi đang chuẩn bị rót đây, đây, đây là máng của vịt, vâng, máng của vịt, liên hoàn, đây, đây này, máng của vịt, tan rồi đấy. Tan được không? Tan rồi đấy. À thế là tan hết cái thùng nước đường rồi đấy. Đấy, tan hết thùng nước đường rồi đấy. Chỗ này là bao nhiêu cân đây? Một bao 50 cân. 50 cân là một bao này. Một bao một thùng đấy. Một bao một thùng này không tương ứng bao nhiêu lít đây nhỉ? 80 lít. 80 lít đấy, một bao đường đây. Một bao đường đấy. Một bao đường là 80 lít, chỗ này là 80 lít nước. 80 lít một bao đường mật bao đường là 50 cân à? 50 cân. 50 cân cộng với nước vào là tất cả cái chỗ này thùng là 80 lít nước. 80 lít nước. Đây 80 lít đây. Đấy. 80 lít một bao đường đây. 80 lít đây. Cả đường cả nước vào 80 lít. Còn đây là đây là cái cách ca như lên cho cho ăn 2 bao rồi đây này. 2 bao là tổng cộng hơn 200 đàn ong đây. Đấy đây. Hết một lần là hơn một lần một tạ. Mỗi lần một tạ. 2 bao giúp rồi này. Đấy. Rồi 2 bao. Đầu tư này mà nếu mà không có hoa nhãn về thì thôi rồi. Thì là canh bạc này thua. Không có hoa nhãn thì lên chúng tôi lấy hoa rừng lo cái gì. Thua nhãn, nếu không có nhãn là thua nhãn. Không có nhãn là thua. Chúng tôi chúng tôi ở chân rừng tiêm măng cho hoa nhãn mất mùa để chúng tôi bán ra rừng đây đóng chai đóng chai đây
Đấy, để đóng đóng ống chai vào đây nhiều sách ra rất là nhanh. Sách ra. Rất tiện. Tiện, công nhận là tiện đấy. Rất là tiện lại. Vâng, đây là toàn những thợ to cả đây. Thợ to nhưng mà xa nhà lắm. Đấy, thế có lúc phải xa nhà người ta cần đi hàng máy đâu đâu chứ. Đây với Hưng Yên là mấy và 20-30 cây à? Không, 80 cây. Bây giờ ta lại nghĩ là kéo làm cái máy như này. À? Cho cái thùng đây là cái máy này bơm lên cho nó rồi. Ừ. Nhưng cứ lại nghĩ là lắm trò. Đây. Còn đây thì đóng vào cái ca này ra rất một tự do mút. À, hiện đại quá. Như này đã là hiện đại rồi. Cho mỗi đàn một cái ca thôi. Đấy là mỗi mỗi đàn một một ca này luôn. Một ca luôn. Cái vòi như này là vừa. Ấy như này là vừa. Là vừa mà này. Cứ chơi như này là vừa. Đến quái xong đổ vào đây. Thế xong thì lại xả vào. Hiện đại quá. Hiện đại là hại điện. Xa là phải thế chứ. Đấy. Vâng. Đấy, nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi. Đấy. Đây, đây là anh Dũng anh đưa em ở Nguyên nhá. Đấy. Đây là máy, không ra đây là hệ thống cho máy chai. Lại máy tiếp. Hiện đại quá. Coi như là ngoáy đường bằng máy. Ngoáy đường bằng máy. Ngoáy bằng máy luôn. Mỗi lần đổ vào can bia xong rồi vâng. Lắp ra chai. Hơn 200 đàn ông thì mỗi lần 1.5 tạ đường. 1.5 tạ mà cứ như là 10 lần này là 1.5 tấn. Mà như thế là mất độ khoảng mấy tấn đường này mà vụ nhãn năm nay mất mùa thì cứ chắc đấy, là 30 triệu. Vụ nhãn nó mất mùa thì các bố thất bại cho. Rồi. Xoáy như mắng mỏ vịt đây. Nếu mới thì ta lại bán 300 một lít. Người nuôi ong, ong nuôi hoa à, người nuôi người thì theo ong đấy. Mà ong thì theo hoa. Nhưng bây giờ thì hoa không có, cứ đổ đường thế này, cứ chén đây. Thôi nhưng mà nếu như mà hoa mật nhãn mà không có thì lại ở lại chúng tôi. Mật rừng thì thu tí tá thì là kéo lại, không được gây cô à. Có cái gì thế mà. Trên chúng tôi ở miền núi thì chả cần hoa nhãn. Ừ. Còn các ông ở đồng bằng thì mất mùa kệ không? Cứ phải hoa nhãn thì nó mới đặt. Các ông mà mất mùa hoa nhãn thì thôi rồi. Coi như là mất bố sổ đỏ. Sổ đỏ đấy. Đúng đấy, nó gặp. Nếu mà hoa nhãn mà không được là các ông mất sổ đỏ đấy. Mất sổ đỏ đấy chứ nói chuyện chơi. Chúng tôi trên này tôi bảo nó như đánh bạc rồi. Chúng tôi chả sợ. Chúng tôi mất hoa nhãn mà có hoa rừng thì chúng tôi hoa rừng càng đắt. Càng càng tốt. Càng mong cho càng mong cho mấy ông đồng bằng này không được hoa nhãn này, không mất mùa thì chúng tôi mới thu hoa rừng. Tôi bán nó mật rừng nó mới đắt. Ừ, đúng rồi. Chúng tôi mật rừng thì 10 vòng. 10 vòng thôi. Vâng, 10 vòng, 10 vòng mật rừng. Đấy. Đấy, hôm nay là các anh ấy, hôm nay lên lên trại ong. Và các anh ấy tiếp tục vào trại là mỗi một lần cho ăn là mất 1.5 tạ. Tính thì bên chưa nhìn thấy hoa hét đâu, nó cũng sốt ruột đấy. Sốt ruột lắm. Thôi thì cứ phải tiếp tục nghề, yêu nghề thì cứ kệ nó chứ. Say chưa nó cứ đâm. Đây là canh, tí nữa cho quý bà con xem ra xem canh cho ăn nữa. Ta dừng ở đây nhá, bây giờ canh còn đang ngoáy và pha chế và đổ vào chai. Tí nữa chúng ta cùng xem canh cho chạy ăn như thế nào nhá. Đấy, ta dừng video đã. Vâng. Cho ăn ban ngày. Đây chỉ có ông Dũng cho ăn ban ngày đây. Hai anh em cho ăn ban ngày đây. Đấy, hiện mấy giờ đây này, đấy, ban ngày đây này. Nhưng mà thanh anh mắng mỏ vịt anh thấy đánh nhau không? Không với nhau thì nói à. Chung là không với nhau thế là không với nhau đấy. Vâng, kỹ thuật cao. Ta dừng video đây nhá. Đây như vậy là quý bà con và các bạn đã theo chân anh Dũng ra chạy ong cho ăn như thế nào là vừa ngoáy trong rồi và đã đóng vào chai và đưa ra cái ô bên như sách ra và cho vào thay. Bây giờ cho vào. Chỉ việc thay thôi. Thay thôi. Ê giờ nó tràn lên đông nhỉ. Đây ong đây. Bốn cầu, ba cầu đây. Ba cầu. Vâng.
Thế là cho ăn cái máng bò vịt này là. Đây, cho ăn máng bò vịt là tôi cho ăn một chai này. Đúng rồi. Mỗi đàn một chai như thế này, chai là chai 800cc. Chai 800, chai còn, cũng có loại chai 1 lít. Cũng loại chai 1 lít. Vâng, cho ăn xong là cái như về còn nặc mẹ mày ở trong thùng này. Muốn ăn thế nào thì ăn. Thôi một con. Không cần phủ ấm ướt cũng được ấy. Thôi. Bởi vì cái hơi nước nó, ở nước đường nó phủ lên rồi. Thôi. Không cần. Đấy, ong đấy. Vâng. Đấy, ăn nó tỏa nhiệt ra mà. Ấm chán rồi, không cần đâu. Thôi. Tôi với anh hạn bạn hữu ở Dưới Ninh mình ăn chả bắt anh trông chét nhé. Ừ. Như này mình cho ăn nước đường sao hấp hơi nhá. Không cần. Thế thì thôi. Không cần đâu. Anh để sao cho nó gọn áo mưa rồi lúc mà lần sau mình chống rét. Được rồi. Đấy. Cứ thế này là thay vào thôi. Đấy. Đây. Cái 1 lít. 1 lít. 1 lít cho bia ăn. Bia Hà Nội mình cho ống uống bia. Và... Đây là các anh ấy dùng mà cho ăn ban ngày đây này. Ban ngày này. Thanh thiên bạch nhật. Đấy, ban ngày mà ông cứ đẹp cứ kêu đánh nhau. Đúng ông rồi. Chúng tôi trên miền núi có thế đánh nhau đâu. Chỉ có mỗi Hưng Yên này chúng làm ban ngày. Vâng. Hưng Yên anh Dũng cho ăn ban ngày. Để cái cây này đi. Đấy. Hạt nó khô. Đấy, khô. Tiếp tục. Người ta làm cái gì vướng người ta là phải ấy luôn. Đấy. Một người thì đóng chai trong ấy, còn một người xách ra cho ăn. Cứ xách ra cho ăn. Đấy. Toàn đàn ba cầu đông này. Đấy, để ra bên cạnh, kéo mưa để bên cạnh thế được. Dưới đã đĩa máng rồi nhưng mà bây giờ dưới dùng máng rồi. Máng rồi. Nếu vụ nào cần thiết thì ăn trên ăn dưới, ăn tất. Ăn tất. Nhiều cách sử dụng. Đây là thợ to đấy nhá, to thì ăn to mà không cẩn thận là mất bìa đỏ chứ không nói. Đây là chỉ các anh Dũng anh nuôi ong anh mua sắm ô tô bán tải thôi. Không nói thế chứ. Các cháu nó làm như mình, ong gọi là đam mê thế chứ. Cháu là do mình. Ăn thua gì. Có xe bán tải lên đây là tốt quá. Nói chung là không ăn thua. Các ai nuôi ong mấy khi mua được bán tải đâu. Nào. Nuôi ong như này thì chả biết gì nhưng mà sắm được xe hàng tỷ là được rồi. Không, nhà này con không bảo nó về thì bảo nó đưa đi thôi. Đá ra, cọng nghe năng nhạc quá không ạ. Thì cọng này ra, vứt đi. Cầu ra vứt ra thôi. À nhưng mà vứt đi thì cũng phí nhưng mà vẫn phải để bên góc. Vẫn phải để vào. Anh nhấc thước cái ra cho nó rộng cái chỗ mà cần nhét cái chai xuống. Đúng rồi. Nhấc thước xong là cho nó sát ra bên ngoài. Rồi, cầu này của tôi con nãy xếp thì ra là tôi vứt đi rồi. Vâng. Cho ra. Cho ra thì vẫn để ngoài cho thu mặt về. Cả đó. Đấy, để không ra. Đi mặt chó. Đấy, không còn nhiều mặt. Đấy, còn nhiều chứ. Cho thu mặt về. Cứ để ra ngoài sát đo cái loại xong để phát ra. Phát vắt ngăn. Đốt à? Nhưng mà khả năng ở trong ngoài nó không có ong cai quả chứ sao. Tôi thì ở nhà tôi con dao thì dóc xuống cái đĩa hết. Nhưng mà chưa, hôm nay chưa làm. Có dao thì dóc hết đĩa thì nó thu nhanh chứ mình để cái chớp bên ngoài nó tưởng cái chớp thế nên là cứ đổ mật lên. Đấy. Như thế cũng được. Ăn hết rồi. Vâng. Đây các anh từ giờ đến tối còn cho ăn mấy trăm đàn ong mới xong việc thì mới lại về được. Và ăn trong tối. Nếu mà tối quá mà không về được lên tôi ngủ nhà tôi rộng nay cả hai ông bà. Chứ cháu nó các cháu đi hết rồi. Nếu mà tối được là rét nhá. Tôi ở trên nay các cháu nó thứ bảy chủ nhật nó đi hết còn cả hai ông bà. Thoải mái rộng chỗ. Yeah. Chai cũ toàn rồi này bây giờ nhấc nha. Vâng. Thế là bây giờ là các anh ấy vẫn cứ tiếp tục chăn thì ta sẽ kết thúc video nha. Anh Dũng chào bà con kêu nhỉ. Vâng, tiếp tục chào bà con nhá. Bây giờ là tôi đang tiếp tục cho ăn đến tối. Vâng. Bây giờ thì... là hơn 2 giờ. Vâng, thế thì các anh vẫn phải tiếp tục chăn. Một người thì ngoáy đường ở trong và đóng chai còn một người thì cứ xách cho chăn như thế này. Cứ xách cho ăn. Thì cũng rất là nhanh. Toàn ban này. Vâng, thế video cứ dừng tại đây nhá. Xin chào quý bà con và các bạn. Tôi làm cũng không có kỹ thuật gì lắm đâu nhưng mà thôi cách tôi làm là như thế vì điều kiện nó xa mà. Không, như này là thợ to rồi. Đấy, còn như thế nào thì cái gì là anh em cùng học hỏi thôi. Vâng. Thì tôi chưa có kinh nghiệm gì lắm đâu. Vâng, thôi kết thúc anh chào bà con lần nữa là để kết thúc video. Vâng, xin chào nhá. Vâng. Ok, bà con chúng ta thấy hay thì đăng ký kênh và chia sẻ bình luận phía dưới nhá. Vâng, xin chào.